Thưa quý vị, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khởi tố tước quân hàm và cấm đi khỏi nơi cư trú với một trung tá công an lái xe khi có nồng độ cồn gây tai nạn trên người. Chiều 20 tháng 8, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có quyết định tước quân hàm, khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trung tá Trần Nam Trung, đội trưởng đội điều tra tổng hợp, Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, do lái xe trong tình trạng say xỉn, có nồng độ cồn ở mức cao gây tai nạn chết người. Trước đó, ngày 19 tháng 7, trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khi một xe đầu kéo mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Nam đang quay đầu thì bị kẹt bánh, không di chuyển được nên đã gọi cứu hộ đưa xe cầu đến. Lúc này, nhóm cứu hộ gồm 4 người cùng tài xế xe đầu kéo đang thực hiện cẩu xe thì bất ngờ một chiếc ô tô con mang biển số 75A27251 do Trần Nam Trung cầm lái chạy tốc độ cao đâm thẳng vào vị trí nhóm người đang đứng. Cú đâm trực diện khiến một người thiệt mạng và 3 người bị thương. Trần Nam Trung cũng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Hiện cơ quan công an đã tước quân hàm, khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Nam Trung để tiếp tục điều tra vụ việc. Thưa quý vị, khoảng 9 giờ ngày 20 tháng 8, nhận được thông tin về việc có hai bệnh nhi đang cần truyền máu cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang 2, Đại úy Công an tỉnh Kiên Giang đã nhanh chóng đến bệnh viện đăng ký hiến máu cho bệnh nhân. Theo đó, sáng cùng ngày, Câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống Công an tỉnh Kiên Giang nhận được thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi có hai bệnh nhi đang cần gấp đơn vị máu nhóm B để cấp cứu. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại úy Nguyễn Viết Cường, đoàn viên chi đoàn phòng cảnh sát ma túy thuộc Công an tỉnh Kiên Giang đã báo cáo chỉ huy đơn vị. Được sự đồng ý của cấp trên, Đại úy Nguyễn Viết Cường đã nhanh chóng đến bệnh viện đăng ký hiến 310 ml máu giúp cháu TBT 6 tuổi, ngụ thị trấn Rồng Riềng, huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, bị tan máu bẩm sinh, cần truyền máu gấp. Cùng ngày, Đại úy Nguyễn Ngọc Tuấn, đoàn viên Công an phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cũng hiến tặng 310 ml máu giúp cháu D, em Quy, 14 tuổi, ngụ phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cũng bị bệnh tan máu bẩm sinh, đang cầm máu để cấp cứu. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 8, đại diện công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Sibao, khu công nghiệp Suối Trẻ, thành phố Long Khánh cho hay, công ty vừa tặng 64 công nhân có đủ 5 năm làm việc, mỗi người một chỉ vàng 4 số 9. Trước đó, vào khoảng tháng 7 năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn Sibao, khu công nghiệp Suối Tre, thành phố Long Khánh, cũng đã tặng 67 công nhân có đủ 5 năm làm việc, mỗi người một chỉ vàng 4 số 9. Chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Sibao, Nguyễn Tấn Hưng nói, đây là hoạt động thường xuyên của công ty diễn ra hàng tháng từ năm 2016 đến nay nhằm tri ân những người lao động có đóng góp gắn bó với công ty. Mỗi tháng, những người lao động có đủ thâm niên 5 năm làm việc sẽ được công ty tặng một chỉ vàng 4 số 9. Từ khi thành lập cho đến nay, từ năm 2016 đến năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn Sibao đã tặng 2.308 chiếc nhẫn vàng một chỉ 4 số 9 cho người lao động. Đây cũng là cam kết trong thỏa ước lao động tập thể. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sibao có 5.650 lao động. Thưa quý vị, chiều 20 tháng 8, đại diện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, các đơn vị đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến chữa cháy một xưởng thu mua phế liệu trên địa bàn. Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 10 phút cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo cháy tại xưởng thu mua phế liệu của ông NDT có địa chỉ tại khu Trẹo, Gốc Gạo, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Tại hiện trường, lửa bốc cháy lên dữ dội, tạo ra cột khói đen cao hàng chục mét. Nhiều người dân xung quanh đã tìm cách dập lửa nhưng không thành. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Quốc Oai đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, bên trong xưởng có nhiều bao bì, nhựa, phế liệu nên ngọn lửa lan nhanh khiến Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 Công an thành phố Hà Nội phải điều động thêm 2 xe chữa cháy của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đến hiện trường. Đến gần 14 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt, không bị cháy lan. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, tại km 218+750, quốc lộ 4H thuộc địa phận bản Si Nế, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, xảy ra vụ sạt lở đất ta luy dương, chiều dài khoảng 150m, cao từ 15 đến 20m, tổng khối lượng đất đá sạt lở ước tính khoảng 40.000 mét khối. Vụ sạt lở đã gây đứt sụt khoảng 70m chiều dài nền đường nhựa. Hiện giao thông giữa xã biên giới Mù Cả và các xã khác của huyện Mường Tè và giữa huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu với huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đang bị chia cắt hoàn toàn.
Ngay sau khi sạt lở xảy ra, công ty cổ phần bảo trì đường bộ 1, đơn vị quản lý tuyến đã phối hợp với lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương cắm biển cấm đường, cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện người và phương tiện Mường Tè đi từ Mường Nhé và các huyện khác của tỉnh Điện Biên được phân luồng đi theo quốc lộ 4H hoặc tỉnh lộ 127 ra huyện Nầm Nhùn, tỉnh Lai Châu, rồi đi theo quốc lộ 12 về thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Chính quyền huyện Mường Tè hiện cũng đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với xã Mù Cả kiểm tra rà soát các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là các nhu yếu phẩm yếu trên địa bàn. Nếu chưa cắt lâu dài, huyện có phương án vận chuyển hàng hóa từ hướng Mường Nhé, Điện Biên vào để cung ứng, hỗ trợ cho bà con, quyết không để người dân thiếu đói. Dự án cầu Bắc Hà 2 vượt sông Cầu nối hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh có kinh phí đầu tư gần 400 tỷ đồng đã hoàn thành gần một năm nay nhưng vẫn chưa thể đi vào hoạt động là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xác nhận nguồn gốc đất. Dự án xây dựng cầu Hà Bắc 2 cùng đường dẫn phía Bắc Giang đã được Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đầu tư đã hoàn thành xây dựng gần một năm nay nhằm kết nối huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Bắc Giang với huyện Yên Phong, Bắc Ninh và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 358 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, trung ương và tỉnh, được triển khai trong giai đoạn năm 2021 đến năm 2024. Đến nay, phần đường dẫn phía Bắc Giang và phần cầu đã hoàn thành, riêng phần đường dẫn phía Bắc Ninh vẫn chưa hoàn tất. Ông Nguyễn Nhân Cường, trưởng Ban Quản lý Khu vực Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh cho biết, dự án tuyến DT277B nối với cầu Hà Bắc 2 có chiều dài 4,9 km, khởi công từ tháng 10 năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao được toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu. Hiện vẫn còn 2,3 km của tuyến DT277B chưa được bàn giao mặt bằng. Lý do chính là gặp khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất, đặc biệt tại khu vực thôn Thọ Đức, xã Tam Đa và thôn Phù Cầm, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong. Ngoài ra, tình trạng khan hiếm vật liệu cát đắp nền cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công dự án. Chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đang tích cực vào cuộc tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu đưa dự án vào khai thác, sử dụng trong năm 2025. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời phát động phong trào 100 ngày cao điểm đến ngày 30 tháng 10 để giải quyết xong các vấn đề liên quan đến tiến độ thi công, đặc biệt là đối với các công trình giao thông trọng điểm. Sáng nay 20 tháng 8 tại Hà Nội, Ban nhạc Bức Tường tổ chức họp báo công bố live show Bức Tường Unplugged Cơn mưa tháng 5 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2024 tại nhà hát Hồ Gươm. Dự án Bức Tường Unplugged Cơn mưa tháng 5 được ấp ủ từ năm 2012 sau cuộc gặp gỡ của cố nhạc sĩ Trần Lập, guitarist Trần Tuấn Hùng với nhạc sĩ Trần Thanh Phương tại Hà Nội. Tuy nhiên, cho tới tận ngày hôm nay, Bức Tường mới có đầy đủ các yếu tố cần thiết để dự án trên diễn ra. Guitarist Trần Tuấn Hùng cũng cho biết, ban nhạc đã từng biểu diễn trong nhà hát, nhưng một live show riêng thì đây là lần đầu tiên. Tính chất âm nhạc của Bức Tường cần không gian thoáng đãng cho hàng ngàn, hàng vạn người, vì thế cho nên trước đây, ban nhạc chưa từng nghĩ sẽ làm live show trong nhà hát. Nhạc sĩ Trần Thanh Phương, giám đốc âm nhạc của chương trình tiết lộ, live show này để ban nhạc kể chuyện theo cách của những người đàn ông thực thụ, chứ không phải cách kể chuyện rất khét như chính họ thời trai trẻ. Live show Bức Tường Unplugged Cơn mưa tháng 5 sẽ diễn ra vào tối 27 tháng 10 tại nhà hát Hồ Gươm.